Nam Sài Gòn lộn. Yeah.
Sau đó chúng ta đến với vũ điệu sung mơ một tí nữa, làm cho tất cả những thành viên ở đây rất là sung. Xin cảm ơn team Đông Tây Lan 2. Rất tuyệt vời, có một tiết mục rất thành công. Very good. Tôi để ý cái team nào mà có bạn của tôi ở trong này là chắc chắn nhảy sung. Ông ổng cái chị kia mà ổng nói cái con quỷ nó kêu đừng ăn rồi mà nó ăn hoài, nó mặc cái quỷ là ẩm này, chị là ẩm chị này đúng không, đây con xíu mà ẩm không được à, ẩm chị này hả? Wow, còn thở luôn kìa, dễ thương quá. Ai là người ai là vũ đạo cho cái tiết mục múa Nam Mỹ này đây? Ai à thực ra thì tụi em chung một group luôn đúng không? Group của bạn rất tuyệt vời, tôi đánh giá cao. Phải có một cái sự như vậy, là chúng ta tập là tập nguyên một nhóm, nhưng mà diễn thì diễn 10 người thôi, còn ở dưới là cô Vũ để lấy không khí cho ban tổ chức. Đó là một cái chiến lược, mà chiến lược là chắc chắn là sẽ thắng. Ý là tôi nói thôi, còn với cho ban tổ chức nè 20 triệu mà muốn ổng đưa đâu đưa sao không được. Ok. Anh Hiếu đi. Ok, xin mời ban giám khảo anh Hiếu sẽ có đôi lời nhận xét về cái tiết mục Hawaii. Trong tất cả ban giám khảo thì luôn có một người đóng vai ác. Tôi đảm trách phần này. Thật sự thì cái bài diễn của các bạn rất là hay. Tuy nhiên là tôi muốn cảnh báo với các bạn cái điều như thế này. Nếu như mà các bạn làm trong hội trường là nó cháy mất tiêu rồi. Ai đây mà quỷ? Chị Dương mặt ơi, sập sân khấu quỷ. Thật sự rất là hay, rất là tuyệt vời. Nó đưa cho cũng như là mọi khán giả cũng như là ban giám khảo đây đi từ cái bất ngờ này tới cái bất ngờ khác. Thì thật sự rất là tuyệt vời. Cũng thay mặt cho hãng phim Marvel xin tài trợ cho các thành viên trong đội nhảy 1 năm 2 tháng nghỉ dưỡng tại Hawaii. Wow, là xong cái ngày hôm nay là đi tiếp luôn á, ngày mai về là bay vé bay đi tiếp luôn, nghỉ làm luôn, về nhận cái tờ đơn. Còn anh Bình, thấy anh Bình cười nhiều nè. Anh đi rồi, ok, xin mời anh. Các bạn đang Đông Tây Lan 2 ơi. Thực sự mà nói thì đây với cái kinh nghiệm mà 30 ngày làm trong đài truyền hình thì tôi thấy đây là một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Từ phần hát rất là hay cho tới phần nhảy rất đều, rất đẹp. Nói chung là chưa giờ thấy một tiết mục nó đã như tiết mục này. Ok, xin mời anh Bình đi ạ. Ca sĩ thì mình phải thể hiện xíu ca sĩ. Hơn 70 năm lưu diễn trên khắp thế giới. Gương cốt nó đã già rồi mà nãy tôi có bật dậy chơi giống như muốn bỏ hút vậy đó. Tôi thấy các bạn có một cái màn trình diễn mashup thật tuyệt vời giữa nhiều cái làn đạt nhạc khác nhau. Tuy nhiên khi mà các bạn nhảy tôi không phân biệt đâu nam đâu nữ hết á. Tại nam nhảy cũng như nữ á, nó hay quá. Giống mẹ đó mẹ. Lúc đứng về thấy quần cục mới thấy nam nè. Ok, hóa tay cho đội lưu diễn Hawaii. Ok, xin cảm ơn ba vị giám khảo vừa nhận xét cho tiết mục. Anh Phong hả? Sẵn hỏi luôn anh Phong. Cái kinh nghiệm trong nghề anh nói cái chơi vui cơ. Đó, mà ác à.
hôm qua thì tôi có được nhận cái điện thoại của anh Phạm Nhật Vượng. Anh có nói với tôi đang tìm một cái vũ đạo mà nhảy phải nhảy đúng chất Hawaii. Mà Hawaii là Mỹ, không phải Nam Mỹ đâu, lộn rồi. Nam Mỹ á, tại vì cách mấy tuần nữa thì bên chỗ anh Vượng có tổ chức cái cuộc có một cái event mời khoảng 3.000 người. Thì thấy cái vũ đoàn này không biết cũng được đấy, không biết có nhận lời không. Thì em xin làm ơn liên hệ với tôi. Ok, số có trưởng nhóm 0937 935777. Ok, một tràng vỗ tay nữa cho vũ đoàn đến từ Nam Sài Gòn. Ok, xin cảm ơn vũ đoàn đến từ Đông Tây Lan 2, rất dễ thương, rất tuyệt vời.